Ngày 3 tháng 10, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết vừa bắt quả tang bà Nguyễn Thị Tuyết Sương, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, nhận hối lộ. Thông tin bước đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thụ lý giải quyết một vụ án dân sự, bà Sương, 52 tuổi, đã có hành vi kéo dài thời hạn giải quyết, gây khó khăn cho đương sự. Đồng thời, đòi nguyên đơn phải bồi dưỡng cho hội đồng xét xử số tiền 50 triệu đồng, thì mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Sáng ngày 3 tháng 10, khi bà Sương nhận 40 triệu đồng của đương sự tại phòng làm việc, thì bị Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bắt quả tang. Cùng ngày, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Sương.